Ngon. Đây anh em. Đấy. Chiến phải đỏ to. Mời cả anh em nhá. Mời bố nhá. Vâng. Ôi, đây này. Ngon bố ạ. Nó mát nhở. Ăn cảm giác nó mát đấy. Mát. Đó. Lá đu đủ vào. Tổng hợp tất cả các loại rau. Đây anh em ạ. Sủi ôi, u già. Hôm nay Thanh Tiết Canh đã ra lại ra đánh anh em ạ. Bò mà nó bò phải có mỡ chứ đúng không? Ừ. Ý rồi. Sùa nhớ thì là nó nhà bốn này. Úi rồi. Anh em thấy chú Dũng đánh Tiết Canh căng khủng không? 4-3 à, ui thế thì đầy, nó đảo trào ra rồi nếu mà tỷ lệ nước ấy. À đâu, nước có trong này rồi nhỉ? Chú đo nước chưa? Nước thì cho 4 rồi. À 4 thế thì phải cho 4 nữa à, thế thì nó đầy mất à. Trời ơi, anh em thấy Tiết Canh của chú Dũng đánh kinh khủng không? Chắc thế thôi. Thế thôi. Thì nó sợ không đông đấy. Từ từ, lào lên em Thơm. Ấy, sợ nhiều tiết đấy nhờ. Ừ. Em Thơm thấy thế nào? Tiết Canh bằng chậu anh em ạ. Ừ. Là có thật. Ui. Bồng bềnh ác anh em ạ. Ở dưới đường này. Nước ấy. Như kiểu sa lầy. Chờ một lúc nữa để nó cứng lại. Để nó khó nhai một tí em Thơm ạ. Mày đấy. Đâu bố cầm mà. À. Vâng. Ok. Bố con mình hôm chào nay. Chào tất cả anh em nhá. À. Hôm nay có bố Thìn. Vâng. Bố của chú Anh. Bố của anh Phong đến thăm dự với anh em mình. Bố là đi bón phân à bố? Bón phân. Đấy, cứ cho vào đây bố. Ây da, hôm nay không ngờ có ăn nhở. Ừ. Bố hôm nay đi bón phân đúng ngày đấy. Đúng ngày. Ngày mùng 1 đấy. Làm một chén ạ. Vâng. Cho nó tình cảm. Mùng 1 anh em ạ, hôm nay. Mùng 1 hoàn thành nhá, cả tháng anh em mình đỏ nhá. Ok. Đóng cửa tiết rồi đấy. Thôi được rồi, nào. Bắt đầu tháng 1. Mời anh em nhá. Mời anh em đến với món mùng 1. Còn các tháng Tết anh em ạ. Rồi lên. Mời tất cả anh em nhá. Phải làm mời một chén ạ. Riêng món đỏ là phải có tí tiểu vào. Bây giờ bố con mình mới bước thang tháng mới bố. À. Đấy. Vừa ngọt vừa chua ngâm táo mèo. Ừ. Ngon. Thôi. Bố lên trước đi bố. Thôi bố. Vâng. Bố khai mỏ trước. Đấy, cho bố chiến trước anh em ạ. Đấy. Bố. Ý, đồng. Ý. Ý. Ở trên nó toàn chết hoa đấy. Ý. Dưới kia nó mới cân nhân. Nào. Mời các con các cháu. Nào. Lên bố. Lên bố. Ok. Ôi giời ơi. Thế nhở. Phải khoan. Mình phải khoan xuống dưới bố ạ. Khoan. Em Thơm lên đi. Ờ ok. Ừ. Tình hình thế nào bố? Vâng. Được không? Ngon không? Ngon. Rồi. Mời tất cả anh em nhá. Vâng. Cái này tí nữa ghém sau. Ừ đúng rồi. Ý. Ui dồi ôi. Nó phải sâu. Ui. Ngập mồm anh em ạ. Đỏ tiết. Ý. Vẫn hình như vẫn chưa đến đáy Dung ạ. Chưa, chậu nó sâu mà. Thôi mời tất cả anh em nhá. Mời anh em cắt cơn món đỏ với anh em mình. Lên, chiên em nó. Đấy. Đấy, nhân rồi, thấy nhân nó rồi. Nhân chưa? Ngon rồi. Thôi. Ngon rồi anh em ạ. Chiên rồi bố ạ. Ôi. Rau cỏ vào, la phát ban vào. Chống đau bụng. Vừa muối. Ngon. Đây anh em. Ngon. Chiến phải đỏ to. Mời lên anh em nhá. Mời bố nhá. Vâng. Ôi đây. Ngon bố ạ. Nó mát nhở. Ăn cảm giác nó mát đấy. Mát. Đó. Lá đu đủ vào. Tổng hợp tất cả các loại rau. Có chướng với bố. Rồi đây. Đó. Còn rót rượu cho. Nhưng món này không có rượu rồi. Nó không thể vào được.
Đấy, ngon chưa Dung? Chảy nước mắt anh em ạ, có cay quá. Đúng không? À, làm chén nữa bố. Ôi. Lên anh em. Lên anh em. Tiết này vừa bố này, thêm nước vào được. Ngọt ngon. Chiến tiếp. Đu đủ. Ấy. Thế lần này chơi nguyên quả ớt cho nào. Nó ngập. Bố ơi. Đã phát ban này. Phát ban này. Lên đi bố. Ban nó ngọt thêm đấy. Xuống cho. Nó ngọt thêm à. Mời anh em nhá. Ra đu đủ. Đấy. Bố mạnh tay vào đây bố nhá. Nhiều lắm bố ạ. Hả? Ui dồi ôi, hôm nay bác Khánh đi giúp đám cưới mất anh em ạ, không được xuống với anh em mình. Nó chứa bác Khánh nhở? Ngập mồm. Đó. Mát nhở bố nhở? Mát. Quá ngon luôn. Ngon đấy. Ừ. Chưa có một tuổi như hồi con này chắc cũng chiến chắc chạy ác ấy nhỉ? Hai bát. À, hai bát à? Được hai bát. Hai bát tô à bố? Hai bát tô đấy. Được. Bố thạch điên này. Bà con cũng tầm bây giờ cũng phải tầm bát rưỡi hai bát đấy. Đúng rồi. Nhưng mà bác Khánh thì... Con mình gài lên đi. Vâng. Bác Khánh thì khỏe hơn. Đó. Năm nay cảm giác cấy muộn hơn mọi năm hay sao bố nhỉ? Nó không mưa mà. Năm nay ít mưa. Ít mưa. Giờ cái nắng thế này. Mọi năm là tầm giờ này là xanh lắm đấy lúa ấy. Nhưng mà ruộng của bố rộng thế này. Tha hồ thả cá với cả không thiếu gạo ăn nhỉ? Không thiếu. Ừ. Vẫn đủ ăn. Gạo bố còn sát cho con gà con đấy mà. Lên đi bố. Nó dưới nó hết đây nè. Không cho. Đấy, thấy cạn xuống nó lóm xuống rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy. Đỉnh. Ăn. Ba bố con mình ăn hết là chậu này. Ba bố con mình khả năng nào? Chọp này. À, mình no tiết cả tháng đấy bố ạ. Ra tháng mới này bố con mình phải chơi à. Xong rồi ăn hết chậu rồi ba bố con mình tự nhiên tiết trong người mình ấy. Đang mỗi người 4 lít thôi. Tăng lên mỗi người thành 5 lít ra. Đấy. Xuống. Đấy. Phải sâu xuống bố ạ. Ớt ngon phết bố ạ. Vẫn phải có tí tiểu vào nó mới ngập được. Lên tiếp. Sắp hết bát rồi. Là bát tiểu ấy. Tí nữa phải làm mỗi người một bát nữa là no. Chiều còn chiều đi làm gì nữa không bố? Có đi làm. Chiều vẫn đi làm à? Cắt cỏ dê bố này. Cỏ dê. Lọc. Ôi chiến rồi. Thôi rồi. Rượu cũng được. Anh em ạ, lá phát ban này chống đau bụng rất là tốt. Đấy. Nên là anh em mình tha hồ ăn đồ tươi sống. Lá phát ban nó chát. Chát ngọt nhỉ bố nhỉ? Chát ngọt. Không ngậy nữa. Đấy. Nó không đau bụng. Nó không đau bụng được. Đấy. Đặc điểm của nó ngon. Đấy. Như thế. Đấy, bố đỏ to ác quá. Đấy mà. Quá ngậy. Ý. Xuống dưới này mới có nhân này anh em này. Ôi. Ôi anh em ạ. Ăn tiết bổ tiết. Rồi nó còn đỏ đỏ nữa cơ. Đúng rồi. Ngập mồm nhờ. Thôi chiến đi nha. Tự nhiên nó bố nhá. Ấy. Băng có cuốn bố. Rồi. Được rồi. Ý. Nó ở dưới nó hết. Sướng, nha. Nó mát. Đúng rồi, mát thật. Đấy. Đỏ cả tháng ấy bố ạ.
Đấy, bắp to như thế này. Ăn mới sướng. Ừ. Tết này nhiều nhà quá, lúc nào cũng say bố ạ. Vâng, đúng rồi. Ớt ngon. Ăn cơm không ngon đấy, bây giờ hết Tết rồi bố con mình ăn nó ngon lắm đúng không? Đi làm bây giờ ngon lắm mà. Ngon. Đó. À, căng nhè. Khoan. Lên thôi bố ạ. Vâng, lên này. Mình ăn để cho nó căng mà. Ừ. Mình không ăn cho nó trùng đâu. Vâng. Ừ. Ui. Đấy, to chưa? Xuống hơn. Rồi. Vào dưới đáy nữa lên. Đáy nó nhân nó ở đáy. Vâng. Nhưng mà nhân nó mà lên tận cái chậu này thì bao nhiêu nhân cho nó đủ nhờ? Phải cả yến nhân đấy bố ạ. Yến nhân thật đấy. Yến nhân đấy. Đấy, mình ăn nhân thì mình cứ xuống dưới nó thôi. Cứ đảo xuống dưới có, kia đấy. Có nhân. Đó đủ mùa này giòn nó, đúng không? Nó không, nó kiểu nó có xương xuống ấy nhỉ? Nó giòn kinh khủng. Đấy. Nguyên lá đu đủ vào. Ấy. Mạnh bao. Đấy. Ngay vào nhá. Ta cái này vào. Đấy, tí phải có tí tí vào. Đấy rồi. Rồi lên nữa. Đó. Sướng thật. Sướng bố nhờ. Sướng. Ý. Ăn thế này là sướng rồi. Có mồm. Cái mồm đúng không? Vâng. Như kiểu cái thuyền ấy. Thành niên mà ăn thế chứ. Mạnh chứ. Đấy. Đấy. Anh em lên đây. Em. Ấy. Ăn nó có sướng em ạ. À. Sướng cho anh em. Ăn nó phải thế. Ừ. Mà không biết có vừa mỏ cháu không ấy ông ạ. Được. Chắc là phải chia hai, chia đôi ra. Thôi mời anh em nhá. Đấy, được rồi. Cho nó rơi vào đấy. Đấy. Ông chơi to à. Cháu chưa. Đấy. Đấy. Bố lên đi. Lên đi bố. Bố cứ chiến đi. Bố chiến em nó vào đi. Vâng. Chiến em nó. Bố chiến em nó. Đây là bố là cắt cơn em mới. Đấy, lên. Cắt cơn em nó. Ngậm mồm. Sướng nha, nó ngập. Đấy, đấy, đấy. Trên thì có rau mà dưới thì có thịt nhờ. Mời anh em nhá. Cắt cơm em nó bố ạ. Vâng vâng. Đấy như cái sảnh to ấy. Chiến em nó. Bố. Đó như lên. Sảnh ấy. Phải có lá bát ban vào. Đấy, cắt từng không sợ bị đau bụng. Vâng. Bố thịt này chưa à. Làm à. Trường bản em mấy chục năm bố ơi, nhức đầu lắm bố nhỉ. Nhức đầu quá. Bây giờ bố nghỉ rồi, bố chỉ tiết canh vào thôi bố ạ. Canh thì sướng. Ngày xưa bố tâm sự bố bảo là bố làm trưởng bản là ba mươi mấy năm ấy bố. Vâng, 36 năm. Ba bố đọc, tin là làm cẩn thận là họ còn đi phát ruộng mình hết nhỉ. Nhưng mà chính là bố là được kiểu rằng được dân làng nó tín dụng hết đấy. Tín nhiệm. Tín nhiệm hết đấy. Phải tín nhiệm thì mới bố, là bố của anh Phong với chú anh 36 năm làm trưởng bản anh em ạ. Đấy là nói thế là đủ hiểu sự uy tín của bố rồi đấy. Trong bản đúng không? Trong bản. Mai kia chắc chú anh quay về chú anh lại lên trưởng bản thay bố. Xuống có hàm mỏ. Ớt vào. Ớt vào.
nó cay. Nó phải tí cay cay nhỉ? Đấy. Ấy. Mình khoan dạ. Xuống dưới nó bố ạ. Hôm nay có bố Thìn xuống làm ruộng gặp anh em mình cũng vui nhỉ. Đâu rồi bố con mình không được chặt chén nhau. Lâu lắm rồi. Từ Tết bố nhỉ? Từ Tết. Bây giờ chính thức hôm nay hết Tết rồi. Hết thêm rượu xuống. Hôm nay anh em mình chia tay Tết. Ôi à. Bố con mình hết mỗi người một bát thôi bố nhỉ. Thầy càng. Rượu cũng mạnh đấy. Đấy. Rót tiếp bố ạ. Ôi à. Chiến rồi. Chiến em nó. Bố lên đi bố. Rót tiếp nha. Nào thì con rót. Từ múc lên nha. Từ múc bố ạ. Lên bố. Cách nhau. Đấy. Ôi à. Ôi à. Ngâm mồm. Bố nhỉ. Nặng đấy. Ủa họ ác. Đó. Sạc ớt đi. Đó gấp vào. Đó. Nó thơm mồm. Rượu với tiết cay thì được cái bố nhỉ. Lên đó. Ác bố ạ. Toát hết mồ hôi. Cay vừa ngon. Tát mồ hôi thật chứ. Đó, múc như cái sảnh ấy. Đấy. Rồi, chén. Lên bố. Sướng bố nhỉ. Sướng đó. Chất cay nhỉ. Phải ăn như thế này bố. Bố nhỉ. Cả bố Thìn đúng không? Bố Thìn cũng hay thích chiết canh em ạ. Chiết canh. Cho nên là trước còn trẻ. Trước. Bố định về đấy lúc đấy rồi nhưng mà anh em mình bà Hồng ấy nhỉ. Vâng, về nồi thóc lúc đấy chơi ác bố nhỉ. Vâng. Bình quân mỗi ngày là một bát. Lúc đấy này. Ngon. Xuống. Mình khỏe mình ăn được chứ bố nhỉ. Mạnh bao. Đúng rồi. Ăn được mới khỏe. Đúng rồi, chỉ có người có bệnh nó mới không ăn không uống bố nhỉ. Đúng rồi. Có người người ta sợ. Nhưng mà ăn cái nó không tanh đâu. Ăn được cái luôn, thơm. Không tanh. Những người không ăn được là họ sẽ bảo tanh bố ạ. Tanh không. Còn là chung sợ. Tanh. Còn những người uống ăn được như mình là ngợi bố ạ. Vâng. Ngợi như kiểu các cơn em mới ấy. Đến. Nào. Phải tiếp tục nữa chứ bố nhỉ. Bát thứ hai anh em ạ. Tiểu. Nào lên. Đó, lên đây. Bộ. Dạ chiến à. Thôi nếu mà chiều có mà say thì không phải đi làm nữa. Vâng. Để anh Phong anh ấy làm với. Bố cũng có tuổi rồi. Đi được thì ở nhà. Đúng ạ. 70 tuổi rồi. Nó sức vào một tí rồi. Tôi năm nay 70 tuổi à bố? Vâng. Năm nay 70 rồi. Chuẩn đấy, chuẩn câu đấy hợp với bố. Thôi 70 tuổi lên đi bố. Vâng. 70 tuổi bố hôm nay cắt cơn với 92 bà con. Lên. Bố vẫn mạnh lắm. Vẫn mạnh hơn cả 92 ấy. Nhìn bố to hơn cả 92. Mời anh em nhá. Đấy. Thanh niên chơi mạnh. Nào mạnh vào, chơi mạnh vào. Thế mà hơi đỏ to anh em ạ. Hồi con mà không mạnh ấy sợ bố cười cho. Đúng rồi. Chẳng lẽ 92 này yếu hơn 70 thì. 70. Không được bố nhỉ? Không được, con được tí nào. Đấy. Mạnh. Xời. Đấy, bốc đi. Đấy. Đấy, trong nó. Đúng rồi, ngập mồm. Sướng nhỉ? Cái canh này... Những kiểu ăn xuống dưới nó cũng hơi mặn mặn hình như lúc xào nhân em thơm cho muối vào. Hả mì á? Có cho gì đâu. Nó thơm. Thơm phức thật. Đúng á. Ừ.
Ngon. Xuống dưới nó có nhân vẫn ngon hơn thật các bạn. Đây, múc xuống dưới nó. Ừ. Mất hết nhiều rồi đấy. Hết mà hơn 2 phần rồi đấy. Còn 1 phần nửa nhưng còn nửa ít hơn. Nó độ sâu vẫn là 20 phần cơ mà. Không hết không nghỉ đâu bố ạ. Lên tiếp thôi. Lên. Ừ. Chảo. Ấy. Không hết không nghỉ. Đấy. Ăn nó sướng thật. Không ngờ đã cái hàm mỏ. Rồi mạnh bao. Ngon bố ạ. Đấy. Chạch nhau ăn mới đúng rồi. Ngon đấy. Một mình ăn không ngon thì bố nhỉ? Đúng rồi, mình ăn thì chán. Đấy, nào tiếp tục đi ba. Bố lên đi. Còn một đấy. 90% rồi. Còn 10% đấy. Y bố bảo thế thì vâng. Rồi còn 10% thôi, cố lên. Ba anh em nhá, lên. Cho nó hết cái này đi. Đánh vào đây. Ai da. Thôi chiến đi bố ạ. Đúng rồi. Quả ăn tiết canh hôm nay có cả bố nên nó ngon. Cũng vui. Các cháu no cả tháng ấy bố ạ. Ông cũng vui lắm. Được đúng ăn rồi. Uống với các cháu thì sướng thật. Ui giời ơi. Ước gì à mình trẻ lại nữa đúng không bố? Rồi trẻ lại mà. Ăn uống lại mà. Nó yếu rồi. 70 tuổi rồi. Uống ăn uống được thế này được. Vui bố nhỉ. Tự ăn được uống được. Con cũng cháu là vui bố ạ. Các uống rồi. Khoảng 70 60 tuổi phải ăn uống mạnh như tôi đây này. Ngon. Thôi lên hết cả. Hết cả một đống rau luôn. Ăn nó sướng. Nào, vâng. Lên bố nhá, sức khỏe nhá bố nhá. Chào bố nhá. Các con các cháu nhá. Ok bố, bố lên. Bây giờ là anh lúc em nào cũng chúc bố là vào lúc nào cũng ở đây xin sức khỏe. Hẹn anh em vào video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhá. Chào anh em nhá. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Giết em nó. Lên.